công dụng tuyệt vời của quả dứa đối với chị em phụ nữ mà rất nhiều người chưa biết. Một là giúp cải thiện được sức khỏe cho xương khớp, giúp xương khớp chắc khỏe, dẻo dai hơn rất là nhiều. Hai là nó sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các tác động xấu của các gốc tự do. Ba là hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và đại tràng rất là tốt. Bốn là tốt cho hệ tim mạch, hạn chế những cái cơn đau tim bất thường và phòng ngừa bệnh đột quỵ cực kỳ hiệu quả. Năm là nó làm sáng da, mờ thâm nám và ngăn ngừa lão hóa, đặc biệt là tẩy tế bào chết thì rất là tốt anh chị nhé. Sáu đó là giúp ngăn ngừa nguy cơ bị bệnh béo phì cực kỳ hiệu quả. Và cuối cùng đó là giúp khử mùi vùng kín rất là hiệu quả đấy. Các chị em của chúng ta thì hãy chia sẻ video này cho thật nhiều người biết về công dụng tuyệt vời này của quả dứa. Và hãy comment kết quả của mình nhận được khi ăn dứa cho Trang và mọi người cùng biết nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.